Sáng 8 tháng 12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ phát động tuần lễ hồng EVN lần thứ 6 với thông điệp lan tỏa yêu thương. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam và tháng tri ân khách hàng. Hoạt động an sinh xã hội này đã được EVN tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay trên toàn quốc. Trong cái bối cảnh là thiên tai dịch bệnh xảy ra liên tiếp như vậy, thế nên là cái việc mà thiếu máu năm nay là có thể trở nên khó khăn hơn, khốc liệt hơn so với những năm trước. Và chính vì vậy thì sau khi mà trao đổi với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì chúng tôi có đề nghị sẽ tổ chức cái chương trình hiến máu tình nguyện năm nay sớm hơn một chút so với các năm trước đây. Năm nay là năm thứ 6 tổ chức cái sự kiện này. Và ngoài cái việc của chúng tôi tổ chức sớm hơn thì chúng tôi cũng đã đề nghị các cái đơn vị trong toàn tập đoàn là vận động cán bộ nhân viên của mình tham gia vào hiến máu tình nguyện trong đợt này. Và qua đánh giá sơ bộ thì năm nay cái số lượng cán bộ công nhân viên đăng ký tham gia hiến máu tăng khoảng 15%. Qua 5 lần tổ chức, tuần lễ hồng EVN đã đóng góp hàng chục nghìn đơn vị máu để góp phần cứu chữa người bệnh. Đặc biệt, ý thức, tinh thần thiện nguyện của cán bộ công nhân viên ngành điện ngày càng nhân rộng theo từng năm. Tôi đã hiến máu lần này là lần thứ 6 rồi. Đây là cái sự rất cần thiết để mà cứu sống cái con người của người bệnh của ta. Có rất là nhiều nơi bị thiếu máu, đặc biệt là trong những cái dịp mà giáp Tết rồi là những dịp mà sau Tết thì là những dịp rất là thiếu máu, thì rất cần những chương trình như này. Tại các ngày hiến máu, bên cạnh tuyên truyền, vận động cán bộ nhân viên tham gia hiến máu, EVN cũng sẽ tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về bệnh tan máu bẩm sinh.